Tablet cực lớn, có thể gập thành laptop toàn màn hình. Nếu như Lenovo mở màn CES 2020 với laptop màn hình gập ThinkPad X1 Fold, Intel cũng đáp trả với sản phẩm tương tự. Horseshoe Bend là concept màn hình gập OLED có thể sử dụng dưới dạng màn hình 17,3 inch, hoặc gập lại thành laptop 12 inch toàn màn hình. Thiết bị này sử dụng chip Tiger LED của Intel dự kiến ra mắt cuối năm nay. Thực tế đây mới là concept. Có sản xuất và xuất hiện trên kệ hay không sẽ là chuyện của một vài năm nữa. Horseshoe Bend là thiết bị thông minh có thể tách rời, sử dụng bàn phím không dây gắn liền mạch với màn hình. Tuy nhiên, có cảm giác trải nghiệm gõ trên thiết bị này không thoải mái như bàn phím laptop tiêu chuẩn. Người dùng kỳ vọng Hoser Zuben sẽ khởi động làn sóng phát triển và thiết kế laptop gập từ các thương hiệu khác ngoài Intel.